find no obstacles for their minds. Having no obstacles, they overcome fear, liberating themselves forever from illusion, realizing perfect nirvana. Buddhas in the past, present, and future. Thanks to this perfect understanding, arrive at full and right universal enlightenment. Therefore one should know that perfect understanding is the highest mantra, the unequaled mantra, destroyer of ill being, the incorruptible truth. The mantra of Prajnaparamita should therefore be proclaimed. Gate, gate, para gate, para sangate, bodhisattva. Gate, gate, para gate, para sangate, bodhisattva. Nay chúng ta tập thở theo cái bài hôm qua, thở vào, tôi thấy khỏe, thở ra, tôi mỉm cười. Thở vào, tôi thấy khỏe, thở ra, tôi mỉm cười. Máy này còn mới, thành ra mình phải làm quen với nó. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 1999. Chúng ta đang ở tại Sâm Hà, Chùa Cam Lộ của Đạo Tràng Mai Thôn.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe pháp thoại bằng tiếng Việt và sau đó sẽ nghe pháp thoại bằng tiếng Anh. Còn 167 ngày nữa thì chúng ta bước sang ngưỡng cửa của năm 2000. Ngày giờ đi qua rất là mau chóng, vì vậy cho nên chúng ta nên sống cho thật sâu sắc đời sống hàng ngày của chúng ta. Và đừng để cho những phiền não, giận hờn nó xâm chiếm. Ngày hôm qua chúng ta đang nghe rất là ngon trớn cái bài thuyết pháp về nhẫn nhục. Thì có một thiền sinh Tây Phương ngồi lâu mệt quá, nhắc thầy đúng giờ rồi, thành ra thầy phải ngưng. Hôm nay chúng ta tiếp tục về cái pháp thoại với đề tài nhẫn nhục. Và lúc đó thái tử đã có gia đình rồi, và hồi đó Siddhartha đã có một đứa con nhỏ xíu. Năm 35 tuổi thì Bụt thành đạo, và sau khi đi giảng dạy vài năm rồi á thì ngài được vua cha mời về để giảng dạy ở quê hương thành Katila Vệ. Và khi Bụt trở về quê xưa đó thì ngài đã trở về với rất nhiều các thầy đệ tử của Bụt. Hồi đó chưa có Tỳ Kheo Ni, hồi đó mới có Tỳ Kheo thôi, chưa có các sư cô, các sư cô chưa sinh ra. Thì trong cái thời gian mà Bụt lưu trú tại thủ đô Katila Vệ thì Bụt dạy cho vua cha, cho gia đình hoàng gia và cho quần chúng, và ai nấy cũng được thấm nhuần cái giáo lý từ bi yêu thương của Bụt hết. Và rất nhiều người con trai ở trong hoàng gia muốn đi tu theo Bụt, nhưng mà họ không có nói ra, họ giữ cái ước muốn đó rất là kín đáo trong trái tim của họ. Mấy năm sau họ mới thực hiện. Thì lúc đó Rahula là con của Bụt đó, đã 7 tuổi. 7 tuổi hay 8 tuổi gì đó, thầy quên. Và Rahula trong 7-8 năm chỉ được sống với mẹ thôi, chưa bao giờ được sống với cha hết. Cho nên khi mà được báo tin rằng là cha mình về tới thì Rahula mừng quá chừng. Chú bé đó mới có 7-8 tuổi. 2 mẹ con đứng trên lầu và nhìn ra thì thấy vua cha đang đi vào với Bụt. Vua cha đi đón Bụt ở ngoài phố, và Bụt nắm tay vua cha đi vào trong cung. Thì bà Yasodhara là mẹ của Rahula mới nói: con Rahula, con thấy cái người mà mặc áo màu vàng màu đất á, mà đang nắm tay ông nội đi vô đó, người đó là cha con đó, con hãy đi xuống để mà thưa với cha là cha có cái gia tài gì quý báu lắm á,
cha sẽ trao truyền cho con. Thì hồi đó Yasodhara cũng chưa biết gì đạo giải thoát lắm. Yasodhara chỉ có ý thức rằng nếu buộc không có làm vua thì thế nào Rahula cũng phải làm vua. Và vì vậy cho nên cái gia tài quý báu đó có lẽ là cái ngôi vua. Có nghĩa là nếu mà nếu bố không có làm vua thì bố có để cho con làm vua. Cái ý của Yasodhara là như vậy. Chứ chưa có nghĩa là có gia tài tâm linh quý báu đâu. Thì Rahula mới chạy xuống và tới nắm tay buộc. Thành ra buộc một bên nắm tay vua cha, một bên nắm tay Rahula. Nhưng mà Rahula chưa nói được cái câu đó. Tức là đòi nợ đó. Có cái gia tài gì mà trả cho con đó. Mẹ nói vậy thì mình biết vậy thôi, mình không biết gia tài là cái gì. Tưởng gia tài là cái kẹo hay cái gì ở trong túi của buộc đó. Rồi đi vào, lúc đó trời bắt đầu nắng. Thì Rahula mới nhìn lên, đấy. Lúc đó là Rahula chưa biết gọi buộc, cho nên gọi ba thôi. Ba ơi ba. Đi bên cạnh ba sao mà nó mát, nó dễ chịu quá chừng. Rồi buộc nói vậy hả? Rồi sau một hồi đó, thì Rahula mới nhìn lên, mới nhớ lại cái lời của mẹ, mới nói: Ba ơi ba, mẹ con nói là ba có cái gia tài gì đó, ba đưa cho con đi. Thì buộc mới nói: Để lát nữa, ta đưa cho con. Rồi lúc đó ba người mới đi vào trong cung điện. Sau khi buộc được vua mời ăn cơm trưa đó và thuyết pháp rồi á, thì là buộc trở về tu viện. Hồi đó chưa có tu viện là tại vì buộc với tăng đoàn vừa mới tới và ở tạm ở trong một cái vườn cây, ở trong đó có nhiều cây đa, tiếng Phạn gọi là Nigroda Park. Ở trong cái rừng toàn là cây đa không, thì buộc với các đệ tử ở đó. Thì sau khi thọ trai và thuyết pháp rồi thì buộc với các thầy xin về rừng cây đa để mà nghỉ ngơi. Thì Rahula đòi đi theo. Attachment. Nhìn lên má thì má gật đầu. Thành ra Rahula chạy theo buộc, đưa ra một ngón tay, Rahula cầm ngón tay đó và hai cha con đi về với tăng đoàn. Và Rahula muốn trở về cung điện nữa, muốn ở luôn với buộc. Lâu nay thiếu ba quá, I miss my daddy quá, thành ra Rahula ở luôn với buộc. Và cái chuyện tức cười hơn hết á là Rahula muốn đi tu. Nhỏ xíu vậy mà muốn đi tu. Tưởng tượng là mấy anh chàng, mấy con nàng nhỏ xíu vậy, sao bây tôi muốn đi tu. Mình thấy các thầy lớn như thầy Sariputra, thầy cái diếp cao lớn như vậy, mặc cái áo ca sa vô, đi đứng. Mà bây giờ mình nhỏ xíu như vậy mà cũng đòi đi tu. Tại vì thấy các thầy dễ thương quá, ai cũng cưng hết. Ai nói, ai cũng biết rằng đây là baby của buộc. Thành ra ai cũng cưng Rahula hết trơn. Rồi cứ đòi đi tu hoài, ngày nào cũng đòi đi tu hoài. Buộc nói với thầy Sa La Phất, hay là mình cho nó đi tu quách. Buộc nói, thầy Sa La Phất nói, nó nhỏ xíu mà tu cái gì. Buộc nói, tại sao không? Why not? Thành ra thầy Sa Lợi Phất mới lấy một cái y của mình đó. Thầy có tới ba cái y là thầy lấy cái y của mình, thầy cắt
ra là thành, làm thành cái mini y nhỏ xíu vậy này. Thầy cởi áo của Rahula ra, thầy cho đi tắm, là thầy mặc cái y nhỏ xíu của đó, nó thành ra một cái baby măng rất là dễ thương. Và từ đó thì Rahula ở luôn tại tu viện, không có về nữa. Lúc đó má mới lên ruột. Yasodhara, công chúa Yasodhara mới lên ruột. Ông nội cũng lên ruột luôn. Tại vì con trai đi tu rồi, bây giờ cháu nội cũng đi tu nữa thì chịu sao nổi. Cho nên vua Tịnh Phạn một hôm giận quá. Nó đã đi tu rồi, bây giờ nó bắt cháu mình đi nữa. That's too much. Cetro. Cho nên vua mới bảo lấy xe ngựa cho vua đi thăm Bụt. Và khi mà vua tới thăm Bụt rồi, vua xá, vua ngồi lại một bên. Tại vì Bụt đã trở thành một bậc đạo sư, cho nên vua đối xử với Bụt rất là cung kính như một vị đạo sư khác. Rồi vua mới bắt đầu nói, bạch Đức Thế Tôn, cái hồi mà Thái tử bỏ tôi mà đi tu á, thì cái niềm đau của tôi nó lớn lắm. Giống như là có ai lấy cái dao mà cắt cái da của tôi. Rồi cắt xong cái da thì cái lưỡi dao nó đi vào trong thịt. Nhưng mà nó có phải là đau từng đó thôi. Nó đâu có phải là chỉ đau từng đó thôi. Nó cắt tới thịt rồi thì cái dao nó cắt tới xương. Và khi nó cắt tới xương rồi thì nó đâu có ngừng đó, nó cắt luôn tới tủy. Cái niềm đau của tôi nó lớn như vậy đó, bạch Đức Thế Tôn. Tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu năm nay, lâu nay rồi. Và bây giờ đây tôi có một đứa cháu nội mà Đức Thế Tôn cũng lấy của tôi đi. Thì Đức Thế Tôn phải biết rằng là tôi khổ đau tới cái mức nào. Đó là lời trách của vua Tịnh Phạn. Và lời trách đó được ghi vào trong cái kinh ngày hôm nay chúng ta đọc được. Nhưng mà Rahula rất là có hạnh phúc trong khi được tu, được làm sa di và được sống bên các thầy. Các thầy rất là cưng. Trong khi các thầy mỗi người chỉ ăn một bữa cơm trưa thôi, thì Rahula buổi chiều có được ăn nữa. Tại vì nó nhỏ quá, làm sao ăn ngọ được. Và Rahula được thầy Xá Lợi Phất làm y chỉ sư, làm tutor, mentor. Cho nên Rahula tu học cũng khá giỏi. Rahula có một vài cái tật. Đó là tật nó láo. Nó láo là vì sợ. Nói dối một cái, đến khi hỏi ra thì nó lòi đuôi, thì nó dối thêm cái nữa. Người ta hỏi thêm câu nữa thì nó lòi cái đuôi nữa, rồi nó dối thêm câu nữa. Và cứ như vậy mà cứ nói dối hoài. Có một bữa buộc kêu vô và buộc dạy. Mình là người tu, mình không được nói dối, mình phải nói sự thật. Cái bữa đó buộc đi về thì Rahula mới lấy một cái chậu nước ra cho buộc rửa chân. Rồi buộc rửa chân xong, buộc hỏi, này Rahula, con nghĩ là cái nước rửa chân này mình uống được không? Thì Rahula nói, bạch Đức Thế Tôn, nước rửa chân làm sao uống được? Thì buộc mới nói rằng, mình nó láo á, thì cái tâm mình nó cũng giống như nước đã rửa chân rồi. Người ta không có tin mình được. Và vì vậy cho nên từ đây về sau là con không có được nói dối nữa, dầu là nói chơi. Chứ đừng có nói là đó là con nói chơi, không có nói chơi. Và từ đó về sau thì Rahula nhất định là không có nói dối nữa. Đó là Rahula thực tập cái mà gọi là giới thứ tư, the fourth mindfulness training. Và khi mà Rahula được 20 tuổi rồi, thì Rahula được thọ giới lớn, được làm một thầy như bất cứ các thầy khác. Và có một hôm đó thì buộc dạy cho thầy Rahula một bài học rất hay. Nó thuộc về nhẫn.
thuộc về chịu đựng. Và có thầy Xá Lợi Phất đứng một bên Bụt để quạt cho Bụt. Không biết Rahula tiếp thu được bao nhiêu cái bài pháp thoại đó, nhưng mà thầy Xá Lợi Phất tiếp thu rất nhiều, thầy rất thấm cái bài pháp thoại đó. Đó là bài pháp thoại về nhẫn nhục ba la mật. Cái bài pháp thoại đó như thế này: này Rahula, con phải thực tập, con phải tu như thế nào mà để con cũng được như đất. Tại vì sao vậy? Đất nó hay lắm. Người ta tới, người ta đổ xuống đất này, hoặc là nước tiểu, hoặc là phân này, hoặc là đàm, hoặc là mũ này, những cái đồ dơ như vậy mà đất không có bao giờ giận hết. Hoặc là người ta đổ xuống đất sữa này, chất thơm này, nước hoa này, dầu thơm này, mà đất cũng không có hãnh diện, không có hãnh diện, không có phồng cái lỗ mũi lên gì hết. Tức là đất không có phân biệt. Người ta đưa vào cái dơ, đưa vào cái sạch, đưa vào cái thối, đưa vào cái thơm, đất đều tiếp nhận hết, chịu hết, chấp nhận hết, accept hết. Và chỉ trong một thời gian sau là đất chuyển hóa hết. Đồ thối, đồ dơ, đồ thơm, tất cả đất đều chuyển hóa hết. Và vì vậy cho nên đất chuyển hóa những cái thứ đó để đất làm ra những cái cây hoa rất đẹp. Những cái cây cỏ, những cái hoa, những cái lá rất là đẹp. Đất nó giỏi như vậy. Đất nó có cái khả năng chịu và đựng rất là giỏi. Có một bữa, sư ông đi thiền hành với một số các thiếu nhi ở trên sông Thượng. Thì đi ngang qua cái chỗ đó, con đường rất là đẹp mà tự nhiên có một bãi phân chó. Nó hôi, mà ruồi nó tới nó bu đậu nhiều lắm. Thì cố nhiên là mấy ông cháu đi và gặp rất nhiều bông hoa màu tím, màu xanh, màu hồng rất đẹp ở sông Thượng, sông Hà cũng vậy. Nếu các con mà đi thiền hành cho thật chăm chú sẽ thấy nhiều cái bông nhỏ xíu mà rất là màu nhiệm, rất là đẹp, mà thơm nữa. Thì các ông cháu đi và nhận diện tất cả những cái bông đó rồi, những cái hoa đó rồi, thì tới một cái ngã đường thì thay vì một bông hoa thì thấy một bãi cước chó, và nó rất là hôi và nó đầy những con ruồi đang bám vào. Thì cố nhiên mình đi trong chánh niệm thì mình không có dẫm lên trên cái bãi phân chó đó, tại vì dẫm vô rồi vô thiền đường người ta không cho vô đâu. Nhưng mà sư ông dừng lại và sư ông nói với các cháu như thế này: các cháu đừng có kỳ thị cái đám phân này, tại vì đất là giỏi lắm. Chỉ nổi trong vòng 2 tuần lễ hoặc 3 tuần lễ là đất có thể biến cái bãi phân chó này thành ra những cái chất bổ dưỡng để nuôi lớn lên những cái hoa và làm ra những cái trái rất là ngon lành. Mà thiệt như vậy, đất nó tiếp nhận được tất cả những cái chất dơ đó và nó biến những chất dơ đó thành ra những cái chất bổ dưỡng. Và chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta ăn bánh mì hay là ăn trái cam thơm, ngọt, ngon như vậy, chúng ta đừng tưởng rằng ở trong bánh mì đó là không có những cái chất như là phân người hay là phân heo hay là xương bò. Tất cả những chất đó gọi là những cái chất hữu cơ, organic, mà người ta dùng làm phân. Và nếu không có cái phân đó thì không có gì để mà làm cho cây cối nó lớn lên, nó tốt đẹp được. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn vào một cái hoa sen, chúng ta nhìn vào một cái bông cúc, chúng ta nhìn vào một cái miếng bánh mì, chúng ta nhìn vào một cái cây cream, chúng ta thấy rằng trong đó có những chất liệu mà không phải là bánh mì, không phải là cream. Nó dơ lắm, nó thúi lắm. Nhưng mà đất đã chuyển hóa được, đã làm thành ra cái mùi thơm tinh khiết của bông hoa, của cream, của bánh mì. Thành ra cái sạch và cái dơ nó giao nhau, cái đó rất là hay. Mà chỉ có khi nào mình học đạo Bụt sâu sắc, mình mới có thể thấy được cái điều đó, là không dơ cũng không sạch. Này lớn lên các cháu sẽ hiểu.
thì mấy ông cháu đứng lại và quán chiếu và thấy rất rõ rằng cái bại phân này nổi trong vòng 3-4 tuần nó có thể trở thành ra những bông hoa. Và nếu mình đem mà mình bón vào những cái cây có trái thì nó sẽ giúp cho những cái trái đó ngọt hơn và ngon hơn. Vì vậy cho nên mấy ông cháu không có còn kỳ thị, không có còn ghét bỏ cái đám phân đó nữa. Và cái đó là nhờ đất. Đất có một cái khả năng dung chứa, tiếp nhận và chuyển hóa. Và Đức Thế Tôn dạy, này Rahula, con phải học, con phải tu như thế nào mà con được như đất, là con có thể tiếp nhận và chuyển hóa được tất cả những cái gì người ta đổ lên con. Dầu đó là những lời khen ngợi, dầu đó là những lời chê bai, dầu đó là những lời chửi mắng, những lời hất hủi, thì con vẫn tiếp nhận hết. Mà nếu muốn tiếp nhận như vậy thì con phải có một trái tim rất lớn. Và tiếp đó thì buộc dạy, này Rahula, con phải tu như thế nào để con được như nước. Tại vì nước nó cũng có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa như đất vậy. Người ta đổ sữa vào nước hay đổ nước tiểu vào nước, người ta giặt những cái áo dơ trong nước, hay là người ta là đổ hương thơm ở trong nước, thì nước cũng chấp nhận, nước không có kỳ thị, không có discriminate. Và chỉ trong một thời gian thôi, đất nó có thể giặt rửa, nó có thể chuyển hóa, nước có thể giặt rửa và chuyển hóa được. Những cái áo rất là mới, rất là đẹp, rất là thơm, đem xuống sông giặt thì sông nó cũng tiếp nhận, nó giặt cho. Những cái áo rất là dơ, hôi rình mồ hôi và đầy những phân rác, đầy phân mà nước nó cũng chấp nhận. Và cuối cùng thì áo sạch cũng sạch, mà áo dơ cũng sạch, áo thơm cũng sạch, mà áo thối cũng sạch. Đất nó, nước nó giỏi như vậy. Và tiếp đó buộc dạy thêm về gió, về không khí đó, về lửa. Tại vì lửa mình đem tới cái gì nó cũng đốt hết, sạch nó cũng đốt, dơ cũng đốt, thúi nó cũng đốt, mà thơm nó cũng đốt, và nó làm cho sạch sẽ hết. Và khi mình chết đó, thì đất cũng sẽ thiêu mình để mình biến thành tro rất là sạch. Thành thử ra lửa cũng như là không khí, cũng như là đất, cũng là như là nước, là bốn cái mà làm biểu tượng cho cái sự tiếp nhận và chuyển hóa. Rahula còn trẻ, thầy Rahula mới có 20 tuổi. Nghe cái bài thuyết pháp đó không biết thấm được chừng nào, nhưng mà thầy Sát Lợi Phất lớn tuổi, là người y chỉ của thầy Rahula đứng đó, thấm vô cùng. Và sau đó tới 10 năm, rồi thầy Sát Lợi Phất mới bạch với Đức Thế Tôn là cái hôm đó, hôm mà Đức Thế Tôn dạy cho Rahula đó là con rất thấm và con thực tập đúng theo lời Đức Thế Tôn dạy. Nó buộc dạy cho một người trẻ, nhưng mà người lớn tuổi rất là thấm. Điều đó rất là hay. Vậy thì mình thực tập như thế nào? Cái người kia họ dữ dằn, họ không có dễ thương, họ phụ bạc mình, họ không có trung kiên với mình. Ngày xưa họ hứa hẹn với mình như thế, mà bây giờ họ cư xử với mình như thế, họ làm cho mình đau khổ ê chề, thì bây giờ mình phải xử lý như thế nào? Đó là câu hỏi. Mình đã từng đau khổ, mình đã từng thức những cái đêm trắng không ngủ được. Trái tim mình có nhiều khi nó như là bể ra vậy đó. Là tại vì cái người đó đã không dễ thương với mình, đã nói những câu nói nó làm cho hết tình, hết nghĩa, đã có những cái cử chỉ phụ bạc, phản bội mình. Và trái tim mình nó bị thương, nó rớm máu, và mình khổ từ bao nhiêu năm nay. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào?
Câu trả lời là mình phải thực tập như đất. Tại vì cái trái tim mình còn nhỏ, cái trái tim mình không có chứa đựng được cái người đó. Người đó cũng là một người đau khổ, người đó cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt. Khi nào một người nào làm cho mình đau khổ thì mình có hay có cái ý muốn là trừng phạt cái người đó, làm sao cho người đó khổ thiệt khổ để cho bỏ ghét. Và mình nghĩ rằng nếu người đó khổ rất là khổ thì tự nhiên mình sẽ bớt khổ. Đó là cái tâm niệm thông thường của mình. Khổ cho bỏ ghét, chết cho bỏ ghét, đau cho bỏ ghét. Ai bảo làm cho mình khổ làm gì? Đó là cái tâm của chúng sanh. Đó là cái tâm của những người mà trái tim chỉ nhỏ bằng một trái cam thôi. Mà trái tim nhỏ bằng trái cam thì không thể nào chứa đựng được một trái núi. Và những cái khổ đau bằng trái bưởi thì trái cam nó không có thể nào nó chứa đựng được. Trái tim mình bằng trái cam mà khổ đau bằng trái bưởi thì làm sao mình chứa đựng nổi. Cho nên mình cắt kê là đúng, mình ngã quỷ là đúng. Cho nên cái quan trọng nhất phải làm cho cái trái tim của mình nó lớn lên hơn trái bưởi thì mới có thể chứa đựng được trái bưởi. Chúng ta nên nhớ cái hình ảnh mà Bụt đưa ra là hình ảnh nắm muối bỏ vào một cái chậu thau. Chậu thau nó nhỏ quá cho nên nước nó mặn, uống không được. Nhưng mà nắm muối đó bỏ vào dòng sông thì dòng sông mênh mông, thành ra người ta vẫn uống, người ta vẫn tắm, người ta vẫn nấu cơm được như thường. Thì bây giờ trái tim mình phải làm lớn hơn. Nhưng mà bạch thầy, nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để cho trái tim con nó lớn lên được? Nó còn nhỏ xíu, con muốn nó lớn lắm chứ, nhưng mà nó không có chịu lớn. Thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng mình phải quán chiếu, mình phải tập hiểu biết. Thì cái phương pháp đầu là phương pháp hiểu biết. Hiểu. Có khi mình dùng chữ bát nhã, có khi mình dùng chữ tuệ giác, có khi mình dùng chữ giác ngộ. Nhưng mà những chữ đó nó lớn quá. Chữ hiểu biết nó rất đơn giản. Hiểu biết cái gì? Trước hết á, là mình phải thấy được. Thấy được nhiều cái, trong đó có hai cái. Cái thứ nhất á, là trái tim mình còn nhỏ. Trái mình còn nhỏ, cho nên mình đau khổ. Những người khác á, trái tim nó lớn lắm, thành ra nó không có đau khổ gì hết trơn. Và đau khổ là tại vì mình nhiều. Thứ hai á, là người kia cũng khổ. Người kia cũng khổ. Cái sự thật á, là khi người ta có hạnh phúc á, thì người ta không có làm khổ những người khác. Chúng ta cứ nhìn đi thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà có hạnh phúc thật sự thì đi đâu cũng không có làm khổ người khác. Sở dĩ mình làm khổ người khác là tại vì trong lòng mình nó quá có quá nhiều cái nỗi khổ niềm đau. Nói một câu không có tình có nghĩa, nói một câu phản bội, nói một câu sóc óc, làm một cái điều ác độc là tại vì trong trái tim người đó nó có quá nhiều cái chất liệu khổ đau, quá nhiều cái chất liệu độc hại, chất liệu vướng mắc này, tham đắm này, giận hờn này, ganh tị này, si mê. Cho nên hệ nói ra là gây khổ đau, hệ mà làm ra là gây khổ đau. Cho nên mình nhìn cái người đó, mình thấy cái người này đáng thương hơn là đáng giận. Và cái đó gọi là cái hiểu.
cái người kia là một người đau khổ. Và vì vậy cho nên họ làm đau khổ cho những người xung quanh. Mình cũng vậy, nếu mình chỉ có đau khổ trong lòng mình thôi thì mình cũng sẽ làm đau khổ cho những người xung quanh. Vì vậy cho nên mình phải học làm sao để có hạnh phúc. Mà hạnh phúc khi về lần mai mình biết đó, hạnh phúc nó đơn giản lắm. Trong khi mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình ăn cơm, mình rửa bát. Mà nếu mình để cái tâm của mình nó tự do, nó thảnh thơi, nó tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống, thì tự nhiên là mình có hạnh phúc liền. Cho nên phải học sống cho có hạnh phúc. Mình thấy có những cái thầy sống rất hạnh phúc, mình thấy có những sư cô sống rất hạnh phúc, mình thấy có những người Phật tử nam và nữ sống hạnh phúc, thảnh thơi. Và giúp không góp được không biết bao nhiêu là người nữa, thì mình phát nguyện mình cũng sống được như những người đó. Các vị đó là những vị Bồ Tát giúp đời. Mỗi lời nói của họ là để giúp người khác, chứ không phải là để làm người khác đau khổ. Mới cử chỉ của người đó không phải là để làm cho người kia phật lòng khổ đau, mà những cử chỉ đó để thoa dịu những cái khổ đau của mình. Và vì vậy cho nên mình có thể phát nguyện làm như họ. Và mình tu tập 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, thì tự nhiên trái tim của mình nó nhẹ ra, nó bắt đầu nó lớn lên, mình hiểu được. Thứ ba là mình phải biết tu tập. Tu tập ở đây tức là sống như thế nào để có thể đem niềm vui cho mình, đem hạnh phúc cho mình. Và đồng thời có thể đem hạnh phúc cho người. Một ngày là 24 giờ đồng hồ. Trong 24 giờ đồng hồ đó, mình làm cái gì? Hay là mình chỉ sống như một cái máy, rửa mặt, súc miệng, mặc áo, đi giày, ăn cơm, lái xe, làm việc. Ăn cơm, đi ngủ. Có nhiều người sống như cái máy và không có hạnh phúc. Trong khi đó có những người họ sống 24 ngày mà thấy 24 ngày hơi ít, 24 giờ mà thấy 24 giờ hơi ít. Tại vì giờ đồng hồ nào họ cũng làm hạnh phúc được hết. Làm hạnh phúc cho anh, cho chị, cho em, cho bạn bè. Làm hạnh phúc cho người ta và làm hạnh phúc cho mình. Mà đâu phải có tiền mới có thể làm hạnh phúc cho người ta được. Chỉ cần biết cười, một nụ cười rất tươi. Chỉ cần nhìn người kia bằng cặp mắt thương yêu, không có trách móc. Chỉ cần làm một cái cử chỉ săn sóc, nhỏ nhặt như thế này là đủ làm cho người kia hạnh phúc rồi. Ai cũng có thể làm được hết, mà người trẻ cũng có thể làm được. Mình có sự tươi mát này, mình có nụ cười này, mình có ánh mắt rất là thương yêu này, mình có cái bàn tay này, có thể giúp đỡ được, có thể làm được những việc rất nhỏ, có thể an ủi người ta được. Thì cái chuyện làm hạnh phúc cho người là cái chuyện mình có thể làm được nhiều lần trong một ngày. Và mình phải học mới được. Thành ra mình hãy, khi thức dậy, mình hãy tự hỏi mình câu hỏi này này. Hôm nay á, mình có thể làm gì để cho người kia có hạnh phúc? Dậy một cái thì mình tự hỏi câu đó. Người kia có thể là mẹ mình, có thể là cha mình, có thể là người bạn hôn phối của mình, có thể là con mình. Người đó có thể đang khổ đau, thì hôm nay mình nên nói câu gì? Hôm nay mình nên làm cái gì để cho người đó có hạnh phúc? Rồi mình ghi vào đó. Và ngày hôm đó thì mình làm cái đó cho được. Buổi sáng ít nhất làm được một cái, và buổi chiều ít nhất làm được một cái. Ít nhất là 2 cái.
hai cái để tạo hạnh phúc cho người. Tại vì khi người kia có hạnh phúc thì tự nhiên hạnh phúc ở trong mình nó cũng có. Có một bài tụng là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó, đó. Rất là đơn giản. Mà ngày nào mà mình làm không được hai cái đó là ngày đó mình dở ẹt, là mình không có tu. Buổi sáng ít nhất là giúp được một người bớt khổ, buổi chiều ít nhất là đem lại niềm vui cho một người. Nếu mình là Phật tử thì mình phải làm như vậy. Và nếu giỏi hơn thì mình có thể làm hay hơn. Mình đem niềm vui cho hai người, ba người, bốn người buổi sáng. Mình giúp một người bớt khổ, mình giúp hai người, ba người, bốn người bớt khổ. Thì mình là một vị Bồ Tát rồi. Mình là cánh tay của Bụt rồi. Sướng vô cùng. Được làm một cánh tay của Bụt, được làm một ngón tay của Bụt thôi cũng đã sướng rồi. Tại sao mình không có làm? Mà mình sống như mấy máy móc. Người kia có nhiều đau khổ, có nhiều lo lắng, có nhiều buồn phiền. Mình làm cái gì, mình nói cái gì để cho người kia đỡ đau khổ, đỡ lo lắng, đỡ buồn phiền. Cái đó mình phải dùng cái thông minh của mình mới được. Cho nên nếu mà mình muốn thực tập thương yêu thì mình phải có, theo thầy mình phải có một cuốn sổ. Về thương yêu là vấn đề thực tập chứ không phải là vấn đề hưởng thụ. Còn mình nói rằng là cái đó nó ngọt ngào mà mình thương yêu thì cái đó không phải thương yêu, cái đó là hưởng thụ thôi. Ví dụ như là mình ăn cream, ice cream đó. Mà mình nói rem le glace, thì cái đó đâu phải thương, em mê đâu phải thương. Đâu phải là thương đâu. Em mê là nó khác lắm, thương là khác lắm. Thương là phải có sự thực tập mới thương được. Cái người kia khổ mà mình làm cho người kia bớt khổ mới gọi là em mê. Chứ còn thương mà thương ice cream thì đâu phải thương đâu. Rất là buồn cười. Thương ice cream này, thương Coca-Cola này. Cái kỳ lắm. Cái đó không phải thương. Rồi ăn cái đó vô nhiều thì nó không có tốt cho cơ thể. Cái đó là hại. Cái đó là hại cho cái cơ thể mình. Chứ không phải là thương gì hết. Cho nên thầy mới đề nghị mình muốn là học trò của Bụt thì mình phải có một cuốn sổ. Khi mình thức dậy mình nói hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 1999, nhất định là mình phải làm hạnh phúc cho một người buổi sáng, và mình phải làm bớt nỗi khổ đau của người trong buổi chiều. Mà nếu mình làm hơn thì mình giỏi hơn nữa, nhưng mà đó là tối thiểu làm cho được. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ mình dở trang đó ra coi mình có thành công không. Có thể mình thành công hơn là cái dự án của buổi sáng, và như vậy đi ngủ rất là ngon. Và muốn như vậy thì phải hiểu được cái người kia, hiểu được những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái nguyện vọng của người kia. Người kia có thể là con trai của mình, người kia có thể là con gái của mình, người kia có thể chồng của mình, vợ của mình, người bạn hôn phối của mình, người có thể là mẹ mình hay là anh mình. Người kia có những khổ đau, ai mà không có những khổ đau. Và nếu mình thấy được, rồi mình nói từ nghiệp, mình làm cái gì hay nói cái gì thì rất là đỡ. Bây giờ chúng ta nghỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, rồi chúng ta sẽ trở lại nghe bài giảng bằng tiếng Anh. Hôm nay thiếu nhi được nghe một bài giảng nguyên vẹn từ đầu tới chót, rất là sướng. Và người lớn chỉ được nghe ké thôi.